Với lòng tin nơi Tam Bảo và cũng để giúp các tăng ni Phật tử có đủ duyên được trở về tâm linh nguồn cội của Đạo Phật, vào ngày 6 tháng 11 năm 2014, dưới sự hướng dẫn của Thượng tọa Thích Nhật Từ, trụ trì chùa Giác Ngộ, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, cùng với 83 tăng ni và Phật tử đã có chuyến hành hương về đất Phật để chiêm bái các thánh tích Phật giáo, nơi mà xưa kia Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ vương quyền cao quý để tìm ra con đường giác ngộ, mang ánh sáng từ bi của Đạo Phật đến khắp toàn thể nhân loại với tinh thần vị tha vô lượng. Tôi trở về đây thăm dấu xưa, thăm đền đài cũ dại nắng mưa, nhìn bao tia nắng rọi trên giọt nắng lung linh như huyễn mơ. Tôi trở về đây thăm sư Phật, thăm đền đài cũ dại nắng mưa, thăm vườn lộc uyên con vương dài, dòng pháp siêu vi tôi thượng thừa. Trở về đây đảnh lễ thầy, nhìn tia nắng rọi ấm vòng cây, bỗng nghe sao xuyến bao hoài bão, từng giọt hào quang gió ngập đầy. Con trở về đây tìm vết chân, dồn dã đến bâng khuâng, niềm vui trộn lẫn lòng hiu hắt, lịch sử nghìn xưa ôi thủy vân. Sau một đêm nghỉ tại khách sạn, sáng ngày 7 tháng 11, đoàn đã đi tham quan thủ đô New Delhi, thành phố trung tâm của Ấn Độ, với những đền đài tuyệt đẹp được xây dựng theo phong cách rất riêng của Ấn Độ mà niên đại của nó cách đây vài thế kỷ. Nhìn những tuyệt tác của các nghệ nhân, các thành viên trong đoàn ai cũng tranh thủ lựa chọn cho mình một vị trí rất riêng để được ghi lại những khoảnh khắc đẹp, mà có lẽ là không biết còn có dịp đặt chân đến lần thứ hai nữa hay không. Đừng mong ai cho mình nụ cười, đừng quên đi phút giây hiện tại. Đừng mong ai cho mình hạnh phúc, ta quay về nương tựa trong ta. Hạnh phúc đâu phải đi tìm nhọc nhằn, đời đau thương ta quyết tâm thề nguyện. Đường tu tâm sẽ là đất mới, thắp chánh niệm đem về nơi nơi. Đường tu thôi ta đành miệt mài.
vì không ai cho mình giải thoát, vì không ai cho mình tự tại, vì tình nào thương ta hơn ta đâu. Đường quy tâm bằng niềm cầu hơi thở, niềm tin yêu sẽ là nắng mới. Đường đi lên tuy có nhiều gian khổ, thắp chánh niệm đem nguồn yên vui. Đừng mong ai cho mình hòa bình, đừng mong ai cho mình thanh thản, đừng mong ai cho mình no ấm. Vì tình nào thân thương hơn tình ta? Dù bao lâu chưa nhìn được mình, đường ta đi con đường sang lạng, tình anh em sẽ là xương sống, thắm chánh niệm xây nhà của ta. Sau một ngày tham quan tại thủ đô New Delhi, sáng ngày 8 tháng 11, đoàn đến tham quan Savatthi, hay còn gọi là Thành Xá Vệ. Savatthi, hay còn gọi Xá Vệ Thành, đều được cả. Chính tại nơi lịch sử này đánh dấu một sự kiện đặc biệt quan trọng mà trong các kinh tụng hàng ngày đều nhắc đến, đó là Tịnh Xá Kỳ Viên. Mà người phát tâm cúng dường xây dựng ngôi tịnh xá này chính là trưởng giả cấp Cô Độc. Ông đã dùng vàng lót đầy khuôn viên này để mua sau lời thách đố của Thái tử Kỳ Đà. Tại nơi Kỳ Viên tịnh xá này, Đức Phật đã lưu trú gần 24 năm trong cuộc hoằng hóa độ sinh của Ngài. Đoàn chúng tôi đã đi kinh hành quanh khuôn viên cây Bồ Đề An An và tụng kinh trước hương thất của Đức Phật trong tiếng kinh trầm lắng của buổi hoàng hôn. Xa xa, những bóng y vàng thấp thoáng của chư tăng làm lòng chúng tôi như sống lại thời tăng đoàn của Đức Phật còn tại thế vậy. Sư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa các quý Phật tử,
chúng ta đang ngồi dưới cội bồ đề Ananda, chùa Kỳ Viên, thành Xá Vệ. Cây bồ đề này có tên gọi là Ananda, xuất phát từ điển tích ngài Ananda là người thỉnh lý Đức Phật cho phép trồng cây bồ đề, chiết nhánh từ cây bồ đề gốc ở bồ đề đậu tràng tại vị trí này. Sở dĩ có sự kiện đó là nguyên do là như sau: Đức Phật hành đạo tại chùa Kỳ Viên này 24 năm. Năm thứ 25 đó, Đức Phật muốn gieo duyên nhập hạ ở một đất nước mới, nhằm giúp cho quần chúng tại đây đó có cơ hội lắng nghe Phật pháp và đạo đức trực tiếp từ Đức Phật. Vì các đệ tử xuất gia và tại gia đã gần gũi Đức Phật 24 năm, cho nên đó, khi nghe mùa an cư đến đó, ngài không có mặt tại chùa Kỳ Viên, ai ấy cũng đều xót xa vì nghĩ rằng mình mất cơ hội. Nhưng khi nghĩ lại rằng là Đức Phật cần phải hóa duyên ở những nơi mới, tất cả đều phải hoan hỷ để bù đắp lại việc mà Đức Phật vắng mặt 90 ngày tại chùa Kỳ Viên và mùa hạ thứ 25 tại ngôi chùa này. Thì tôn giả Ananda ở Việt Nam thường theo phiên âm chữ Hán gọi là Anan, thỉnh Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, cây bồ đề là biểu tượng giác ngộ, bốn chân lý thánh và bát chánh đạo được ngài khám phá, do đó cho phép chúng con chiết nhánh cây bồ đề gốc và trồng tại chùa Kỳ Viên này để 90 ngày trong 3 tháng an cư sắp tới đó, mỗi ngày chúng con kinh hành xung quanh cây bồ đề là chúng con đang tưởng niệm Đức Phật đúng với tinh thần chánh niệm mà ngài đã dạy trong kinh. Đức Phật đã hứa khả. Thời gian từ thời điểm đó đến lúc Đức Phật rời khỏi đây là không có lâu lắm, cho nên mọi người mới cung thỉnh tôn giả Một Kiền Liên dùng thần thông bay về bồ đề đậu tràng và đã chiết một nhánh cây từ cây bồ đề gốc thỉnh đem về tại vị trí này để trồng. Lễ trồng cây hôm đó có sự tham dự của Đức Vua Ba Tư Nặc, Thái tử Kỳ Đà và nhiều vị quan tướng ở trong triều đình. Trong các Phật tử đó thì cư sĩ Cấp Cô Độc và cư sĩ Visakha là những vị lỗi lạc nhất. Hàng ngàn các vị đệ tử xuất gia của Đức Phật tu học tại tịnh xá Kỳ Viên này cũng đều có mặt. Lúc đó có một ý kiến thỉnh Đức Vua Ba Tư Nặc làm chủ lễ cho việc trồng cây bồ đề. Sau đó đó thì tăng đoàn đã góp ý, vì cây bồ đề là biểu tượng tâm linh thiêng liêng, đại biểu cho sự hiện hữu của Đức Phật tại chùa Kỳ Viên, cho nên hãy để cho tăng đoàn và các cư sĩ cùng trồng và Đức Vua trở thành là vị khách quý trong sự kiện quan trọng này. Đó là một cái yếu tố rất là tinh tế, và nói theo ngôn ngữ tôn giáo học ngày nay đó, đó là tách việc tôn giáo ra khỏi hoạt động chính trị và tách hoạt động chính trị khỏi sự can thiệp vào tôn giáo, để tôn giáo có thể làm công việc tâm linh và chính trị đó làm công việc quản trị đất nước. Đức Phật đã rất quan hỷ với sự sắp xếp vừa điêu. Ngay cái ngày trồng cây bồ đề, lễ trồng cây đã diễn ra một cách rất là trọng thể, và cây bồ đề đó mọi người yêu cầu đặt tên là cây bồ đề Ananda, vì ngài Anan đã có ý tưởng về sự việc này. Và trong 90 ngày an cư của mùa hạ năm đó, mỗi ngày tăng đoàn
và các Phật tử đều ngồi xung quanh cây bồ đề nhỏ đó để tưởng niệm Đức Phật. Tưởng niệm Đức Phật qua ý nghĩa của cây bồ đề là tưởng niệm đến sự giác ngộ. Giác ngộ là cốt lõi tâm linh của Đạo Phật. Con đường đạt đến sự giác ngộ theo Đức Phật trong kinh Trung Bộ nói riêng, kinh Tạng Bali nói chung, cũng như toàn bộ các kinh điển Đại Thừa, chính là Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo gồm có 8 phương diện, chia làm 3 nhóm: nhóm đạo đức, nhóm thiền định và nhóm trí tuệ. Nhóm đạo đức thì bao gồm có 4: hành vi đạo đức, lời nói đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và nỗ lực đạo đức. Về nhóm thiền định thì gồm có chánh kiến và chánh tư duy. Về nhóm trí tuệ thì gồm có chánh kiến và chánh tư duy. Về nhóm thiền định thì gồm có chánh niệm và chánh định. Bát Chánh Đạo được xem là pháp môn quan trọng nhất của Đạo Phật. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật khẳng định ngoài Bát Chánh Đạo không có chánh đạo đích thực, ngoài Bát Chánh Đạo không có thánh nhân đích thực, ngoài Bát Chánh Đạo không có giải thoát đích thực, ngoài Bát Chánh Đạo không có an lạc hạnh phúc đích thực. Vào khoảng thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch, tức là khoảng 10 thế kỷ sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, 10 tông phái của Phật giáo Trung Quốc trở thành là 10 phương tiện để dẫn dắt người tại gia chào Đạo Phật. 3 tông phái quan trọng ảnh hưởng cho đến ngày nay là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Thiền Tông thì dựa vào hơi thở chánh niệm, Mật Tông thì dựa vào câu thần chú, Tịnh Độ Tông thì dựa vào danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Cả 3 đều sử dụng làm công cụ để giúp cho hành giả đạt được chánh niệm bây giờ và tại đây. Về sau này đó, người ta có khuynh hướng cường điệu ngồi thiền thành Phật, trì chú thành Phật, niệm Phật A Di Đà là thành Phật. Nói như thế là nó phấn tắc, hay nói cái khác là nó chưa đủ. Muốn đạt được sự giác ngộ, mọi hành giả phải thực tập đầy đủ cả Bát Chánh Đạo. Như vậy, biểu tượng Bát Chánh Đạo được xem là cốt lõi giác ngộ trong Đạo Phật. Còn các pháp môn của Trung Quốc sáng lập đó chỉ là một phương diện rất nhỏ trong Bát Chánh Đạo, và rất cụ thể. Hơi thở chánh niệm, danh niệm Đức Phật A Di Đà và các câu thần chú chỉ là phương tiện tốt để giúp cho hành giả đạt được chánh niệm bây giờ và tại đây. Chánh niệm là 1/8 của Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo là 1/4 của Tứ Diệu Đế. Và việc tu tập mà thiếu 3 phương diện còn lại của Tứ Diệu Đế, hành giả khó có thể đạt được con đường giác ngộ như Đức Phật đã hướng dẫn trong kinh Tạng Bali. Chân lý thứ nhất là thừa nhận nỗi khổ niềm đau là có thật, không cường điệu quá, không đào tẩu, không phớt lờ. Nhờ đó, việc giáp mặt cuộc đời giúp cho chúng ta tăng cường bản lĩnh chịu đựng tích cực. Chân lý thứ hai là truy tìm nguyên nhân của khổ đau, mà theo Đức Phật đó, bao gồm tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ và các yếu tố tình tự tâm lý tiêu cực. Truy tìm được nguyên nhân là giải quyết được vấn nạn và hậu quả sống của đó hết 50%. 50% còn lại là phải thực hiện Bát Chánh Đạo để giải quyết dứt điểm được vấn đề. Chân lý thứ ba là Niết Bàn, đỉnh cao nhất của an lạc, hạnh phúc, giác ngộ, giải thoát. Niết Bàn không phải là Phật độ ở Tây Phương của Đức Phật A Di Đà, Đông Phương của Phật Dược Sư, hay bất cứ một phương nào của bất kỳ bậc Đức Phật nào. Niết Bàn là trạng thái tâm thanh tịnh khi mà toàn bộ các hậu quả của khổ đau
tàn dư của khổ đau, nguyên nhân của khổ đau và ảnh hưởng của khổ đau hoàn toàn kết thúc. Niết bàn có mặt bây giờ và tại đây. Chân lý thứ tư là con đường giải quyết nỗi khổ niềm đau, tức là bát chánh đạo. Trong lễ trồng cây bồ đề, Đức Phật đã nhắc lại cốt lõi này, và biểu tượng của cây bồ đề tượng trưng cho sự giác ngộ cũng đặt trên nền tảng của tứ diệu đế. Tứ diệu đế là phương pháp giải quyết tất cả các nỗi khổ niềm đau của con người, từ chính trị, tôn giáo, văn hóa, giáo dục, xã hội, vân vân. Về mức độ phạm vi thì tứ diệu đế có thể là giải pháp giải quyết các vấn nạn khổ đau ở phạm vi quốc tế, quốc gia, cộng đồng, gia đình và cá nhân. Rất tiếc là hơn 25 thế kỷ qua, khi Phật giáo có mặt ở các châu lục và các quốc gia, chân lý bốn sự thật này đó có nơi thì thực hiện trọn vẹn, có nơi chỉ thực hiện được một phần thôi. Việt Nam do ảnh hưởng từ Phật đạo Phật Trung Quốc nhấn mạnh đến các phương tiện, và do đó bỏ quên cái cốt lõi tứ diệu đế. Do vậy mà các Phật tử thực tập đó thường bị thiếu sót hoặc là bị rơi vào tính phương diện. Cây bồ đề tượng trưng cho sự giác ngộ, và tứ diệu đế là phương pháp để đạt được sự giác ngộ theo tinh thần Phật dạy. Vì cây bồ đề này được chiết nhánh từ cây bồ đề gốc, trải qua nhiều thế hệ, cứ cây bồ đề với tuổi thọ trung bình 300-400 năm gần mất, thì người ta đã chiết nhánh từ cây đó tiếp tục trồng. Và như vậy cây bồ đề mà chúng ta đang ngồi dưới tàn mát của nó là thuộc về thế hệ thứ 20 mấy rồi. Và do vậy đó, ý nghĩa lịch sử đã làm cho cây bồ đề này trở nên rất là có ý nghĩa và giá trị. Chùa Kỳ Viên mà cây bồ đề thì đang có mặt ở bên trong đó, gắn kết với sự kiện một hôm nọ, triệu phú cấp cô độc làm ăn ở tại nước Ma Kiệt Đà. Một người bạn triệu phú của ông là Phật tử Thường Thành mời ông cùng đến nghe Đức Phật thuyết giảng chân lý và đạo đức tại tịnh xá Trúc Lâm ở nước Ma Kiệt Đà. Tịnh xá đó do Đức vua Tần Bà Sa La xây dựng và hiến cúng cho Đức Phật. Sau khi tịnh xá Trúc Lâm được xây dựng xong, đời sống du mục của các vị tăng sĩ đã kết thúc. Đức Phật trong giai đoạn đầu khi chưa tiếp nhận tịnh xá Trúc Lâm là sống ở trên núi Linh Thú, mà kinh Tăng Chi và kinh 42 chương mô tả là mỗi đêm các vị tu sĩ mỗi người ngủ dưới một gốc cây để sống một đời sống giản đơn mà thanh cao, không dướng bận vào cuộc đời để có được an vui giải thoát. Khi chùa Kỳ Viên, chùa Trúc Lâm được xây dựng thì tăng đoàn sống ở trong khu viên của chùa Trúc Lâm cả trăm mẫu. Dự thời pháp do Đức Phật thuyết giảng trực tiếp, cư sĩ cấp cô độc rất cảm kích, trong tâm nảy lên một ý định giá mà ở tại nước Xá Vệ của mình dưới sự trì vì của Đức Vua Ba Tư Nặc cũng có được một ngôi chùa trung tâm tâm linh của Đức Phật Thích Ca, thì phúc lạc an vui đến với đất nước và cư dân tại Xá Vệ này là rất to lớn. Sau thời pháp, ông tiếp cận Đức Phật đảnh lễ và bày tỏ nguyện vọng chân thành này. Đức Phật đã hứa khả, cư sĩ cấp cô độc đã bỏ luôn công việc làm ăn của ngày hôm đó, vội quay trở về khu vực này và cho gia nhân đi tìm khắp nơi trên thành phố Xá Vệ để tìm một lô đất thích hợp. Và cuối cùng á, gia nhân báo cáo rằng chỉ có khu vườn của Thái tử Kỳ Đà là thích hợp nhất. Về sau khu vườn này được đặt tên là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên, tức là cây đó thì do Thái tử Kỳ Đà hiến cúng, vườn đó do cư sĩ Cấp Cô Độc phát tâm. Tiếp xúc với Thái tử Kỳ Đà, cư sĩ Cấp Cô Độc yêu cầu: nếu được Thái tử ban ân phúc, tôi sẽ mua lại khu vườn này để làm một cái công trình tâm linh có ý nghĩa cho quê hương của chúng ta.
Thái tử Kỳ Đà nói đùa: nếu triệu phú có đủ tiền lát ở trên toàn bộ khu đất của tôi mới bán. Ý là nói chơi, vì không có ai mà dám bỏ tiền ra mỗi một tấc đất, một tấc vàng như thế. Cư sĩ Trúc Cô Độc không bỏ lỡ cơ hội, ra lệnh cho gia nhân của mình chở vàng và tiền bạc đến lót ở trên mảnh đất của vừa Thái tử Kỳ Đà. Thái tử Kỳ Đà rất là ngạc nhiên, hỏi rằng là vì động cơ nào, nhân duyên gì mà ông lại trọng nghĩa khinh tài đến thế. Cư sĩ Trúc Cô Độc trả lời: thưa Thái tử, không giấu gì ngài, sau khi giác ngộ chân lý từ Đại Minh Triết Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng tại nước Ma Kiệt Đà, tôi cũng muốn đất nước của chúng ta có được sự hiện hữu của ngài, để chân lý và đạo đức được truyền bá, để sống tại đây đó được hạnh phúc, và đất nước của mình sẽ được phát triển bền vững hơn. Nghe như thế đó, Thái tử Kỳ Đà rất cảm động và góp phần công đức chia đôi cái phần phát tâm cúng dường này. Từ đó kỳ thọ các cô độc viên được gọi tắt là kỳ viên, tức là lấy chữ đầu và chữ cuối để đặt tên cho khu vực này. Chùa Cừ Viên bắt đầu được xây dựng và Đức Phật đã tới đây an trú làm đạo và biến chùa Cừ Viên trở thành trung tâm tâm linh, nơi đào tạo Phật pháp và tâm linh cho hàng vạn các tu sĩ và hàng triệu các Phật tử, để từ đó ánh sáng chân lý của Đức Phật đó được truyền bá gần như là cả một phân nửa đất nước Ấn Độ to lớn này. Có mặt tại cội Bồ Đề Thiên đó, chúng ta rút ra một số bài học như sau. Thứ nhất, biểu tượng tôn kính. Gần đây đó, chúng ta nghe một số giả thuyết cho rằng đó, ngài Phú Lô Na đã vẽ hình Đức Phật ngay thời của Đức Phật, và tấm hình đó nhanh chóng được lan truyền với một tốc độ đáng ngạc nhiên. Trên thực tế, bức ảnh được lan truyền trên Internet và được một số cơ quan báo chí đăng tải lại, mà hiện nay ở rất nhiều chùa, nhiều tư gia của Việt Nam đang thờ, thật ra chỉ là một bức vẽ mạo nhận của một họa sĩ Trung Quốc thôi. Tồn tại của nó chưa được quá 50 năm. Nhưng vì gắn kết với một trong 10 đại tử lớn của Đức Phật là Phú Lô Na, cho nên niềm tôn kính dành cho bức tranh đó đã làm cho bức tranh giả trở thành như là một bức tranh có sức mạnh thật. Thực tế đó thì trong thời đại của Đức Phật chưa có truyền thống tạc tượng, vẽ tranh hay là phù điêu về Đức Phật. Biểu tượng tôn kính ngài để nhớ tới đến ngài là cây bồ đề mà chúng ta đang ngồi ở dưới nó đây. Do đó đó, cây bồ đề trước khi Đức Phật giác ngộ, nó là một cây tạp, một cây rất bình thường. Nhưng do vì Đức Phật giác ngộ ở dưới nó, nhờ tàn cây bóng mát của nó, mà nó được đặt biểu tượng là cây bồ đề, tức là giác ngộ. Như vậy giác ngộ vừa là cái cứu kính, vừa là mục tiêu rất quan trọng, và cũng là cái biểu tượng của Phật giáo thiêng liêng. Cho nên người tu học Phật đó không nên cường điệu quá các cái biểu tượng tranh ảnh mà người ta thường nói rằng đó là của Đức Phật hoặc là vẽ về Đức Phật vào thời đại của ngài, mà trên thực tế thì nó không có các bằng chứng khảo cổ học và các bằng chứng lịch sử. Ngày nay đó, tại Việt Nam, người ta đang đồn đãi và thờ phượng các xá lệ của Đức Phật. Thực ra các xá lệ đang có mặt tại Việt Nam đều là các xá lệ niềm tin. Khái niệm xá lệ niềm tin được dùng để chỉ cho xá lệ không thật, thay vì nó là xá lệ giả thì nghe nó hơi xót xa. Tại Ấn Độ, các nhà khảo cổ học Anh, khảo cổ Ấn Độ và khảo cổ học Nepal khai quật thì phát hiện được chỉ có 3 lọ thờ xá lệ thật của Đức Phật. Tại Các Tỳ Lá Vệ thì hiện nay đang được đem về thờ ở tại Viện Bảo tàng New Delhi. Tại Vesali thì đã được đem về tôn thờ tại Viện Bảo tàng Patna. Còn một lọ xá lệ phát hiện ở tại Sanat thì bị ông Ragasin
yêu cầu thả xuống sông Hằng theo truyền thống văn hóa của người theo Ấn Độ giáo. Như vậy là đất nước Ấn Độ sở hữu chưa quá được 50 viên xá lệ thật của Đức Phật có kiểm định ADN và gen di truyền, cũng như là C14 để xác định niên đại. Còn xá lệ niềm tin thì không hề trải qua các cái kiểm định đó. Nó là các viên đá màu mà được đồn thổi là xá lệ, và từ đó người ta lễ bái là cúng dường phát tâm rất là nhiều, và dĩ nhiên không phải là xá lệ thật. Biểu tượng giác ngộ qua cái bồ đề có một ý nghĩa rất lớn, là bởi vì đó người Phật tử có tu tập bát chánh đạo thì sự giác ngộ sẽ có mặt của chúng ta ở phương diện này hay là ở phương diện khác. Tăng ni mà truyền bá tứ diệu đế cho quần chúng tại gia thì ý nghĩa giác ngộ và con đường giác ngộ của đạo Phật đó được truyền bá khắp mọi nơi. Và ngài A Nan đã khéo léo thỉnh Đức Phật cho phép trồng cây bồ đề gốc tại đây là vì mục đích và ý nghĩa cao quý này. Cho nên có mặt tại đây, chúng ta hãy cùng phát nguyện truyền bá bát chánh đạo và giải quyết khổ đau bằng con đường tứ diệu đế, tức là phân tích nguyên nhân khổ đau rồi hướng đến cái con đường bát chánh đạo để giải quyết toàn bộ các bất hạnh đó. Thứ hai, cư sĩ các cô độc ý thức rất rõ rằng là các tài sản sở hữu hợp pháp do mồ hôi, nước mắt, nỗ lực đúng phương pháp và sự thông minh tạo dựng được đó không thể mang theo được sau khi chúng ta lìa khỏi đời. Trên thực tế, theo tinh thần Phật dạy đó, nếu những gì mà chúng ta chấp dính vào nó, chẳng những nó không giúp ích gì cho mình mà nó có thể còn trở thành là một chướng ngại vật trong tiến trình tái sinh sau khi chúng ta trút hơi thở cuối cùng. Do đó, khi còn sống với cái quỹ thời gian rất ngắn ngủi của kiếp người, theo tinh thần Phật dạy, mỗi người chúng ta hãy biết dùng tài sản chân chính của mình để làm các việc nghĩa, bao gồm tham gia các Phật sự, xây chùa, làm tượng, đúc chuông, ấn tống kinh sách, tham gia cùng với các thầy trụ trì, các cô trụ trì tại các chùa để làm từ thiện giúp cho các mảnh đời bất hạnh vượt qua nỗi khổ niềm đau. Cư sĩ cấp cô độc đã trọng nghĩa kinh tài để làm những nghĩa cử cao thượng, nhờ đó mà đạo Phật đã vững bền ít nhất là 24 năm 9 tháng tại chùa Kỳ Viên này thời Đức Phật còn sống. Và sau đó đến vài thế kỷ sau, nó vẫn tiếp tục trở thành trung tâm tâm linh quan trọng nhất của đạo Phật ở tại Ấn Độ. Như vậy, mỗi khi có điều kiện, chúng ta không nên đánh mất cơ hội để chia sẻ nỗi khổ niềm đau của tha nhân bằng các hoạt động từ thiện gắn liền với hoằng pháp. Điều ba, khi còn sống cố gắng làm những việc có lợi cho cuộc đời, các công đức sẽ trở thành là tài khoản vô hình theo chúng ta trên từng cây số của cuộc sống. Chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Sau khi chết, trễ nhất là 49 ngày, con người tái sinh. Trong tái sinh đó, chúng ta sẽ mang theo các nghiệp thiện, nghiệp ác để hưởng lấy quả tốt hoặc phải trả quả xấu về những gì mà chúng ta đã làm. Mỗi một việc nghĩa có sức nối kết những trái tim nhân ái, những tấm lòng từ bi và những đầu óc trí tuệ với nhau. Thế giới giang hồ thường nối kết sức mạnh bằng liên kết. Thế giới tâm linh cũng cần phải nối kết sức mạnh bằng liên kết. Nhờ sự phát tâm của cư sĩ cấp cô độc, Thái tử Kỳ Đà đã phát tâm và trở thành Phật tử thuần thành. Học theo tấm gương này, với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc làm sếp tại các công ty hay là các văn phòng, các quý Phật tử hãy phát tâm trở thành con chim đại bàng đầu đàn, tạo ra một quyến thuộc bồ đề để cùng kêu gọi các dân viên làm việc dưới trướng của mình, trong công ty mình hoặc đối tác của mình, cùng hưởng ứng các việc nghĩa, các việc Phật sự, các việc từ thiện. Người có công vận động, mời gọi, tán trợ, khích lệ có một ý nghĩa rất lớn, nhờ đó mà nhiều người khác cùng hỗ trợ và bắt chước làm theo. Sự kiện này cũng giống như tình trạng một tiếng vỗ tay vang lên
tạo tiền đề cho hàng vạn bàn tay còn lại cùng vỗ nên kêu. Do đó khi làm Phật sự không nên làm lặng lẽ một mình, hãy kêu gọi, hãy hưởng ứng, hãy tán trợ để cho các việc làm có giá trị đó có cơ hội phục vụ cho quần chúng, mang lại niềm an vui, hạnh phúc cho nhau. Quyến thuộc Bồ Đề là một khái niệm Phật học, cho việc làm Phật sự, việc làm việc nghĩa đó phải làm với tinh thần tập thể. Một người khởi xướng, tất cả cùng hưởng ứng, làm theo. Và điều đó sẽ mang lại rất nhiều giá trị cao quý cho cuộc đời và cho chúng ta. Đây là nơi mà Đức Phật đã làm đạo 24 năm 9 tháng. Từ đó cho phép chúng ta suy luận rằng có lẽ đó, về sau này Đức Phật đã thấy rất rõ mỗi tôn giáo đều có trung tâm tâm linh quan trọng của họ. Tại Ấn Độ đó thì song hành là trung tâm tâm linh quan trọng của những người theo Ấn Độ giáo. Tại Ma Kiệt Đà đó, nó là trung tâm tâm linh của đạo Kỳ Na, của Ấn Độ giáo và của đạo Phật. Mặc đầu giác ngộ ở dưới cầu Bồ Đề thuộc nước Ma Kiệt Đà dưới sự trị vì của Đức Vua Tàu Bà Sa La, Đức Phật vẫn dành hơn 55% thời gian sau khi giác ngộ để truyền bá đạo Phật tại thành Xá Vệ này. Và vào thời của Đức Phật đó thì Bồ Đề Độ Tràng chưa có quan trọng, mà Xá Vệ mới là quan trọng. Nó là trung tâm văn vật vào thời Đức Phật cổ đại. Như ngày nay đó thì nó trở thành là nơi hẻo lánh và lạc hậu thuộc hàng nhất gì của toàn nước Ấn Độ. Theo mô tả của Ngài Đường Huyền Trang, vào thế kỷ thứ 7 khi chiêm bái tại đây đó thì hương thất mà lát nữa chúng ta đến chiêm bái có 9 tầng làm bằng gỗ trầm hương, và có hàng ngàn tăng sĩ đang tu học một cách rất nghiêm mật ở tại chùa Kỳ Viên. Như vậy là 13 thế kỷ sau khi Đức Phật qua đời, cái trung tâm tâm linh này vẫn có một sức ảnh hưởng rất lớn. Sau Ngài Huyền Trang, tức là từ thế kỷ thứ 7 cho đến thế kỷ thứ 12, tức là 5 thế kỷ sau đó, chùa Kỳ Viên tiếp tục là một trung tâm tâm linh rất vững mạnh. Cho đến thế kỷ thứ 13, Hồi giáo tàn phá các công trình tâm linh thì chùa Kỳ Viên chỉ còn lại là một di tích, và nói là một cái đồ nào đó là một phế tích. Hôm nay chúng ta có mặt tại cội Bồ Đề Ananda thiên liêng mang tính lịch sử và khuôn viên của chùa Kỳ Viên có nghĩa hoằng pháp to lớn này. Tất cả hãy phát nguyện tu tập hướng về tâm Bồ Đề để đạt được sự giác ngộ. Tu tập làm Phật sự và phụng sự nhân sinh trên tinh thần của sự giác ngộ, trên tinh thần của Bát Chánh Đạo, để cho con đường tu tập của chúng ta đó được trọn vẹn, hệ thống, đầy đủ, và giúp cho cuộc đời này bớt đi các nỗi khổ và niềm đau. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhưng với dáng vẻ đồ sộ của nó cũng đã chứng minh được rằng gia thế của một bậc trưởng giả bậc nhất thời bấy giờ. Đoàn chúng tôi tụng một bài kinh Phước Đức để cầu mong năng lượng nơi đây sẽ được lan tỏa đến tất cả những ai muốn tìm đến sự giàu sang may mắn. Như vậy ta nghe một thời thế tôn ngự tại kỳ phiên tịnh xá cấp cô độc gần thành xá về. Khi đêm gần mãn có một vị trời dùng sắc thù hằng hào quang chiếu diệu kỳ viên sáng tỏa.
đến nơi Phật ngự. Đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên, cùng kính bạch Phật bằng lời kể rằng: chư thiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc, hằng tâm cầu mong đợi một đời sống an lành. Xin Ngài vì bi mẫn hoan hỷ dạy chúng con về phúc lành cao thượng, về phúc lành cao thượng. Thế Tôn tùy lời hỏi rồi vang tai như vậy: không gần gũi kẻ ác, thân cận bậc trí hiền, đành lễ người đáng lễ là phúc lành cao thượng. Là phúc lành cao, chú sư thích hợp công đức trước đã làm trơn tránh hương tự tâm, là phúc lành cao thượng. Là phúc lành cao, đa văn nghề nghiệp giỏi, khéo huấn luyện trau dồi, nói những lời trơn chất là phúc lành cao thượng. Là phúc lành cao, hiếu thuận bậc sinh thành, dưỡng dục vợ và con, sợ hành theo nghiệp chánh là phúc lành cao thượng. Là phúc lành cao, vô thi hành Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các quý Phật tử, chúng ta đang ngồi ở trước hương thất của Đức Phật, và cũng ở vị trí này đó có cái giếng mà theo các nhà khảo cổ đó Đức Phật đã từng sử dụng đó, và giếng đó trải qua 25 thế kỷ hơn vẫn tiếp tục tồn tại. Đến đây thì các phái đoàn thường dùng các chai nước để đựng giếng nước này làm kỷ niệm. Có người vì lòng quá tôn kính và uống nước đó. Dĩ nhiên nước giếng này không phải lúc nào cũng sạch, cho nên chúng ta không cần thiết phải uống, mà chỉ sử dụng như là một cái kỷ niệm vật thôi, rằng mình đã đến chùa Kỳ Viên vào ngày hôm nay là 8 tây tháng 11 năm 2014. Sau lưng của các quý Phật tử đó là cái giảng đường mà mỗi buổi sáng tại đây đó, cũng như là đầu mỗi buổi chiều Đức Phật thường thuyết kinh giảng pháp. Ngày xưa thì chưa có hệ thống loa và micro, cho nên thuyết giảng là bằng miệng. Do vậy mà cái pháp hội đó được thiết kế theo cách là tất cả ngồi theo vòng tròn đồng tâm. Đức Phật ngồi ở vị trí chính giữa. Có người đó thì nhìn thấy Đức Phật ở mặt trước, có người nhìn thấy mặt không của Đức Phật, và có người thấy sau lưng của Ngài thôi. Và bằng cách này đó thì âm lượng phát ra từ Đức Phật đó có thể được tất cả mọi người nghe, hiểu, thực tập và có được kết quả. Theo lịch sử đó thì sau khi giác ngộ cho đến lúc Đức Phật nhập Niết Bàn chỉ có 45 năm thôi. Còn theo Đạo Phật Đại Thừa đó thì đến 49 năm. Con số 49 năm đó thực ra chỉ là con số biểu tượng. Đức Phật đi xuất gia vào năm 29 tuổi. 6 năm tu khổ hạnh, sau đó Ngài đã nhận ra sự sai lầm về phương pháp, từ bỏ nó, thực tập con đường trung đạo, còn gọi là bát chánh đạo. Đức Phật đã trở thành là bậc giác ngộ đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại ở tuổi 35. Ngài nhập Niết Bàn ở tuổi 80. Như vậy thời gian hoằng pháp của Đức Phật là 45 năm. Trong số 45 năm đó, Đức Phật đã làm đạo
tại chùa Kiền Viên này 24 năm 9 tháng. Do vậy ta có thể suy luận, và các nhà nghiên cứu về văn bản học cũng xác định rõ, trên 60% các bài kinh của Đức Phật là được thuyết giảng tại chùa Kiền Viên này. Cho nên vào ngày nay đó, chùa Kỳ Viên thành Xá Vệ chỉ là một Phật tích phụ, nhưng ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa tôn giáo và ý nghĩa văn bản học của chùa Kỳ Viên là rất lớn, thậm chí còn quan trọng hơn các Phật tích phụ còn lại. Bởi vì nếu không có chùa Kỳ Viên này đó, chúng ta chỉ biết với một Đức Phật lịch sử để lại nhiều bài kinh, nhưng mà không biết là ngài giảng ở đâu. Có thể nói phần lớn các bài kinh Pali đó được Đức Phật thuyết giảng tại chùa Kỳ Viên này. Theo nguồn sử liệu Pali thì mỗi ngày Đức Phật ngủ chỉ khoảng trung bình 3 tiếng đồng hồ thôi. Vì là một bậc giác ngộ, trong thời gian ngủ Đức Phật hoàn toàn không có các hoạt động ý thức, cảm xúc, thái độ, cho nên hoàn toàn không có mơ. Người ngủ không có mơ phục hồi sức khỏe rất nhanh, vì lúc đó đó não diễn ra trong một trạng thái hoàn toàn thư lắng, tức là đó nó nghỉ ngơi thật sự. Còn con người chúng ta đó, ban ngày thì thức, tư duy, phản ánh, đánh giá, tổng hợp, quy nạp, loại suy, chúng ta đã vất cạn kiệt cái hoạt động của ý thức vào ban ngày. Và nếu không thực tập buông xả đó, thì vài đêm não chúng ta sẽ trở thành là một cái phóng ảnh của những gì mà chúng ta hoặc ấn tượng, hoặc ám ảnh, hoặc hài lòng, hoặc không hài lòng của ban ngày. Lúc đó não sẽ diễn ra thành một bộ phim, và mỗi người thì theo các dữ liệu chấp dính mình vào nó mà tái diễn lại những câu chuyện. Thậm chí có những câu chuyện trôi qua đến vài chục năm, tưởng chừng như đã quên về phương diện ký ức, thì về đêm á, nó sẽ trỗi dậy, khống chế, chi phối hoạt động tâm ý của con người. Do đó khi thức dậy đó, những người bị ác mộng thường rất mệt mỏi thần kinh, đầu óc. Người thực tập theo lời Phật dạy là làm thế nào để giải phóng được các cái hoạt động ý thức đó, để tâm mình đó được thư lắng. Muốn như thế đó thì theo Đức Phật dạy trong các bài kinh được ngài giảng tại đây, phải thực tập hành xả. Hành xả là sự buông bỏ các nỗi khổ, niềm đau mà phần lớn chúng gắn liền với cảm xúc và thái độ. Chị em phụ nữ đó có cái cấu trúc bán cầu trái của bộ não cảm xúc nhiều, cho nên dính vào các nỗi khổ và niềm đau nhiều hơn người nam. Người đàn ông thì bán cầu phải là lý tính nổi trội hơn, cho nên họ rất là khô cằn về cảm xúc. Và do vậy đó, vướng dính về cảm xúc trong vui, mừng, buồn, giận, yêu, ghét muốn, tức là những tình tự tâm lý đó là ít hơn chị em phụ nữ. Do đó đó, nội dung giấc mơ của người nam phần lớn cũng đơn giản hơn và ít hơn. Theo các nhà tâm lý học chiều sâu đó, thì trong 8 giờ ngủ vào ban đêm, trung bình là chúng ta có vài trăm giấc mơ. Nhưng mà vì do giới hạn của ký ức, chúng ta chỉ nhớ được những giấc mơ ở đầu hôm thôi, vậy là những giấc mơ cuối cùng đó. Còn những giấc mơ vừa mới đi ngủ, chúng ta sẽ bị thay thế và bị phủ trùm, dẫn đến tình trạng quên lãng ở trên ký ức của bộ não. Như vậy, để cho mình được sống an vui hạnh phúc thì theo Đức Phật đó, chúng ta phải giải phóng các cảm xúc và thái độ vướng dính vào con người, sự vật, sự việc, tình huống diễn ra trong ban ngày và diễn ra trong quá khứ. Cái đó Đức Phật gọi đó là buông xả. Xả là rũ bỏ, buông là buông bỏ. Để thực tập được việc này, chúng ta cứ hình dung đó, nếu năm ngón tay của một bàn tay nắm lại như thế này, và trong đó chứa một cái vật, chẳng hạn như là miễn chai, kẽm gai, dao lam, tượng trưng cho nỗi khổ, niềm đau,
thì động tác nắm đó làm bàn tay này rỉ máu, con tim đau nhất, thần kinh đó là cảm giác khó chịu. Bây giờ cái công việc buông xả của chúng ta là mở năm ngón tay ra thì các vật dụng đó sẽ bị rớt xuống khỏi chính nó. Phần lớn á, chúng ta nắm nỗi khổ niềm đau nhiều hơn là nắm hạnh phúc. Ở trong nhiều kinh Pali, Đức Phật khẳng định là ngay cả nắm cái kinh nghiệm hạnh phúc cũng làm cho ký ức chúng ta trở nên mệt mỏi. Ký ức á, thường dẫn đến hai cái phản ứng tâm lý, hoặc là sợ hãi với một nỗi ám ảnh lớn nếu nội dung của ký ức đó là những chuyện xấu, khổ đau, bế tắc, bất hạnh mà mình chính là nạn nhân ở trong câu chuyện. Còn nếu ký ức có nội dung về những cái điều tốt, vàng son, tích cực, hạnh phúc, thành công, thì trong tâm chúng ta đó lập tức trỗi dậy một trạng thái tiếc nuối không nguôi về những chuyện không còn nữa. Đang cái hiện tại đó là môi trường để chúng ta thiết lập chánh niệm và xây dựng hạnh phúc ở trên đó, thì phần lớn chúng ta quên chánh niệm ở hiện tại này. Cho nên trong bài kinh Người Biết Sống Một Mình, Đức Phật dạy nghệ thuật sống chánh niệm với hạnh phúc bây giờ và tại đây bằng sự buông xả. Và Ngài nói như thế này: hãy kết thúc hai hoạt động cảm xúc và thái độ đối với những chuyện đã qua, tức quá khứ, và đối với những chuyện chưa tới. Kết thúc chuyện đã qua thì gồm có hai phương diện: chuyện tốt và chuyện xấu. Chuyện tốt thì dẫn đến nuối tiếc, mà nuối tiếc là giết hạnh phúc ở hiện tại. Chuyện xấu thì dẫn đến ám ảnh, sợ hãi, khó chịu, và lúc đó chúng ta vô tình hâm nóng nỗi khổ niềm đau thêm nhiều lần nữa. Và do vậy Đức Phật khuyên vẫy tay chào với quá khứ. Những người nhớ dai thì khi hạnh phúc á, nó sẽ không được trọn vẹn. Vì nhớ dai về các hạnh phúc quá khứ, chúng ta đánh mất cơ hội trải nghiệm hạnh phúc bây giờ. Nhớ dai về các kỷ niệm khổ đau trong quá khứ, chúng ta lại tiếp tục hành hạ cảm xúc bản thân mình bởi những nỗi ám ảnh, bởi những cái cảm giác nó không có thư thái, dễ chịu. Cho nên á, phải xem các cái ký ức đó như là rác và quăng chúng vào trong sọt rác. Đem sọt rác đó đặt ở trước cửa nhà để cho người dọn rác đó có thể đổ đó trên xe và đưa nó đến cái nơi an toàn. Liên tưởng đến cảm xúc, thái độ, nỗi khổ, niềm đau như là rác thì không có lý do gì mà chúng ta giữ nó mãi ở trong tâm của mình. Và đó là cái nghệ thuật để vẫy tay chào với nỗi khổ, niềm đau đã từng có với quá khứ. Vẫy tay chào với những cái lo lắng ở trong tương lai đó là điều mà dẫn đến sự tranh luận. Nho gia có câu đó: nhân vô viễn lự, tất hữu cận ư. Nghĩa đen là người nào không có tánh lo xa, ắt sẽ phải lo buồn gần. Tức là người quá vô tư, thờ ơ, bàng quan, thiếu trách nhiệm, không bận tâm gì hết cho chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, thì cái đó thường bị thất bại là chắc, hoặc là không có chu đáo, không trọn vẹn về phương diện này hay là về phương diện khác. Từ đó mà những người có trách nhiệm thường vướng kẹt vào những nỗi lo về tương lai. Đức Phật nói lo về tương lai là vô ích vì tương lai chưa đến. Như vậy để làm thế nào chúng ta nắm chắc được cái hạnh phúc ở tương lai trong tầm tay của hiện tại này, Đức Phật trả lời rất đơn giản: tương lai là kết quả của hiện tại. Thay vì lo những chuyện chưa tới thì hãy đầu tư cái nguyên nhân của hiện tại, mà theo đó quả tương lai sẽ trổ. Đầu tư vào nguyên nhân một cách có phương pháp và nghệ thuật đó thì chúng ta không phải lo lắng gì. Ví dụ như một người nào đó mong mỏi rằng là mình có 1.000 con gà con, từ 1.000 con đẻ con, đẻ trứng trở thành là vài con gà con, vài ngàn con gà con, cứ như thế nó tăng trưởng theo cấp số cộng và thậm chí là tăng trưởng theo cấp số nhân, thì nỗi lo lắng đó chỉ làm cho chúng ta gì là mừng hộp thôi, rồi mệt mỏi, căng thẳng về cảm xúc và thái độ, không lợi gì cho sức khỏe. Thì thay vì lo thì Đức Phật dạy là hãy tìm cách làm sao để chúng ta có được các quả trứng gà có trống và ấp nó đúng phương pháp. Nghệ thuật ấp đúng phương pháp sẽ làm cho các quả trứng gà đúng 5 tháng ngày giờ đó, các con gà con ở trong nó dùng cái mõm của chính mình mổ cái vỏ và chui ra bên ngoài,
có con chui ra nhanh, có con chui ra chậm, thậm chí là có con nếu không có sự hỗ trợ của con gà mẹ sẽ vĩnh viễn không thể nào ló mặt để nhìn ánh sáng của mặt trời, tức là chết ở trong trứng. Nỗ lực của mọi người là khác nhau. Cái phương pháp nỗ lực rất quan trọng để giải quyết được các kết quả mà chúng ta mong đợi. Như vậy đạo Phật đó, chủ yếu là nhấn mạnh đến nhân quả, và đạo dạy chúng ta phân tích về nhân quả. Ví dụ như khi có một nỗi khổ niềm đau nào đó xuất hiện, người không có tu học Phật thường an ủi rằng là kiếp trước tôi lỡ làm những nhân xấu, cho nên kiếp này tôi phải trả nợ cái quả xấu đó. Đó chỉ là một nhận thức mang tính an ủi thôi. Mà an ủi nó làm cho mình đó là rũ bỏ được cái cảm xúc khổ đau nhất thời, chứ nó phải là giải pháp. Ví dụ như giờ có người mắc xe, cẩn trọng, cho nên đó, kẻ gian đó cướp mất chiếc xe của mình, thì người mê tín sẽ lý giải rằng là kiếp trước tôi ăn cắp xe, cho nên kiếp này tôi bị người ta ăn cắp xe lại, quê. Thì niềm an ủi đó làm cho mình không bị chìm sâu vào nỗi khổ, niềm đau. Nhưng rồi chúng ta lại tiếp tục mắc xe vì chúng ta không chịu phân tích nguyên nhân. Nguyên nhân ở đây là gì? Tiết kiệm vài 3.000 đồng, không chịu gỡ xe vào bãi xe và không chịu giữ nó cẩn trọng, cho nên mắc xe. Như vậy là toàn bộ lời dạy của Đức Phật đó dựa vào kinh tứ niệm xứ, xin lỗi, tứ diệu đế, là ta phải chịu khó phân tích nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp, các hỗ trợ duyên cho từng tình huống và từng vấn đề cụ thể. Từ đó chúng ta mới vạch mặt chỉ tên được gốc rễ của khổ đau, và theo đó đó chúng ta mới khắc phục được các tình huống tương tự để cho chúng không có cơ hội xảy ra thêm một lần nào nữa trong tương lai. Phân tích nguyên nhân là quan trọng hơn rất là nhiều. Phương Tây có câu á, người nào lúc nào cũng đưa ra các lý do thì không thể nào tiến bộ và hạnh phúc được. Đưa lý do là biện hộ cho mình thôi, mà nhất là lý do gắn kết với quá khứ á, là rất là nguy hiểm. Trong kinh Tường Bộ, Đức Phật dạy như thế này: ai lý giải các nỗi khổ niềm đau xảy ra ở kiếp sống hiện tại này có gốc rễ của quá khứ, người đó không thể chuyển hóa nó được. Người đó sẽ có khuynh hướng là chấp nhận nó như là một số phận an bài thôi. Hai ngày hôm qua chúng ta đi dọc theo các cái khu vực nông thôn Ấn Độ, cái nghèo rất mồng tơi, nghèo màn trời chiếu đất, nghèo theo dạng cùng rinh á, nó trở nên thành một nỗi ám ảnh lớn của những người nông dân ở những cái khu vực này. Nguyên nhân tôn giáo dẫn đến nguyên nhân nhận thức sâu xa ở Ấn Độ là gì? Thượng đế Phạm Thiên đã tạo dựng ra cuộc đời với 4 giai cấp: giai cấp vua chúa, quản trị đất nước và quân sự; giai cấp bà la môn, quản trị về tôn giáo và giáo dục; giai cấp thương gia, quản trị các bao tử kinh tế của xã hội; giai cấp thủ đà la đó, đó là quản trị các công việc tay chân, làm nô dịch, làm nô lệ, làm ô xin cho các giai cấp trên. Sự nhồi sọ đó đã làm cho người ta không buông xả được nhận thức sai lầm này và xem nó như là một số phận gắn kết với cuộc đời của mình. Cho nên tại Ấn Độ cho đến bây giờ thế kỷ 21 vẫn còn diễn ra tình trạng đó, cha truyền con nói. Ví dụ là cha mẹ làm ăn xin thì phần lớn các đứa con lớn lên cũng bắt chước cái nghề ăn xin. Cha làm nghề đồ tể thì con cái có khuynh hướng là noi theo cái nghề đó. Ít có người nỗ lực vượt qua cái thân phận của mình, do vì họ nhận thức sai lầm và thiếu buông xả. Như vậy thực tập buông xả nó sẽ giúp cho chúng ta rũ bỏ được những cái khổ đau đã từng xảy ra trong quá khứ, và rũ bỏ được những cái lo căng thẳng về những chuyện chưa xảy ra. Càng lo lắng chừng nào đó càng lính quýnh hơn, càng mất tập trung hơn, càng mệt mỏi hơn, và do vậy đó chúng ta không giải quyết được vấn đề gì. Đó là một điều rất là đáng tiếc. Angulimala, kẻ sát nhân do cuồng tính, để lại cái đau thương xa ly tử biệt cho 99 gia đình là do chấp vào phương pháp tu tập sai lầm của Bà La Môn giáo. Chấp vào phương pháp sai đó được Đức Phật gọi bằng một thuật ngữ chuyên môn là giới cấm thủ. Giới tức là những cái tín điều tôn giáo, thủ là chấp vào đó,
và cho nó rằng là con đường duy nhất để dẫn đến giác ngộ giải thoát. Và trong kinh Đức Phật nói, người nào kẹp vào giới cấm thủ, người đó đang sống với tà kiến. Vậy như vậy con đường họ đi là tà đạo. Tà đạo có nghĩa đen, đó là gì? Đường làm vòng. Thay vì mình đi thẳng, tới nhanh, tiết kiệm thời gian và an toàn tuyệt đối, người đi đường tà xiên là vòng, là quèo đó, là đi hoài mà đi không tới được. Cũng giống như con kiến đó, chúng ta thấy nó nỗ lực, nó bò, nó chạy ở trên cái miệng dĩa. Nó có chạy có 1000 lần đi nữa thì nó cũng quay về là ngay cái điểm xuất phát thôi, chứ không đi được cái gì. Thế là vấn đề không phải là đi nhanh, đi nhanh hay đi chậm, mà là có đi đúng hay không thôi. Thì tu tập theo các phương pháp sai lầm á, được gọi là đi sai, là tà đạo. Người nào chấp vào đó thì không thể nào có cơ hội để tiến bộ được hơn, để an lạc hơn, để thành công hơn. Do đó, các Phật tử tại gia đó cần lưu tâm đến 4 nội dung buông xả sau đây. Thứ nhất là buông xả tất cả các nỗi khổ niềm đau đã từng xảy ra trong quá khứ. Cách buông xả như sau. A. Hãy khép nỗi khổ niềm đau trong quá khứ ở nơi nó xuất phát. Khép nó lại cho đó. Ví dụ như nỗi khổ niềm đau nó xảy ra ở công ty thì đừng mang vác nó về nhà, trên bàn cơm hay là trên giường ngủ của vợ chồng. Bởi vì như thế nó làm cho cả gia đình trở nên căng thẳng, mệt mỏi. Và những người còn lại đó cảm thấy rằng là cái cảm xúc của mình không được người thân của mình quan tâm đến, chăm sóc đến. Đang khi đó chỉ châu mậu vào cái nỗi khổ niềm đau không đâu thôi. Và từ đó đó hạnh phúc vợ chồng, gia đình đó sẽ trở nên đó là thưa nhạt dần, mất dần đi. Do đó là hãy khép nó lại ở nơi nó xuất phát. B. Không nên cường điệu quá nỗi khổ niềm đau đã có mặt với mình. Cường điệu quá là một thái độ tâm lý thổi dòng cảm xúc bất hạnh vào trong nỗi đau. Khi nỗi đau nó kết thúc rồi, có những nỗi đau nó kết thúc đây là 30 năm, 20 năm, 10 năm, 1 năm, 3 tháng hay là vài ngày. Nhưng mà giờ mình cứ thổi nó vào, cứ dùng những cái câu cảm thán từ: trời ơi, tại sao đời tôi bất hạnh như thế này? Trời ơi, tại sao người ta sống với tôi như thế này? Cứ mỗi một lần dùng cảm thán từ trời ơi, đất hỡi, vân vân, thì nỗi khổ niềm đau đó nó trỗi dậy, nó bơm phồng ra giống như là cái bong bóng được thổi vào khí cho nên nó lớn. Đến một lúc nào đó nó không còn sức chịu đựng nữa, phải vỡ tung. Thì lúc mà vỡ tung đó là chúng ta có những hành động ứng xử rất là bạo hành, bạo lực, chửi bế, đánh đập, mắng nhiếc, chừa chiết, vân vân. Nên là khi mà đè nén quá mức đó, nó sẽ dẫn đến tình trạng đó. Cho nên không cần điều quá nó. Nỗi đau nó có lớn như là một quả núi, ta nghĩ nó như là một viên sỏi. Nó có nhiều như là sa mạc, ta nghĩ nó như là một hạt cát. Nó có nặng như là quả tạ, ta nghĩ nó như một cái tơ hồng thôi. Thế độ là không quan trọng quá gì đó đó sẽ không làm chúng ta bị vướng kẹt trong đó thêm một thời gian nào nữa, mới có thể gọi là đặt dấu chấm cuối cùng cho những chuyện khổ đau đã từng xảy ra. C. Thay thế tích cực. Ta muốn con người đó nó giống như là một chùm tròn, các sự vật sự việc nó giống như một mặt phẳng, và ở mỗi một cái tích tắc của thời gian đó, vòng tròn chỉ tiếp giao với mặt phẳng tạo thành một góc 90 độ thôi. Nhưng mà vì sự thay đổi đối tượng nhận thức của não và của tâm ý của chúng ta nó quá nhanh, dẫn đến cái tình trạng ngộ nhận rằng là trong cùng một thời điểm chúng ta có thể liên tưởng đến nhiều sự vật sự việc khác nhau, mà trên thực tế thì không. Có thể trong tích tắc A ta nghĩ đến việc A, tích tắc B ta nghĩ đến việc B, và một tích tắc đó là một cái thước phim ráp, một thước phim đó nhiều nếu với nhau trở thành là một đoạn phim, và nó chạy qua chạy lại chứ đấy lãng vẳng trong đầu chúng ta, là chúng ta nghĩ là mình bị phân tâm thế này thế kia. Và hiểu được cái nguyên tắc này đó, thay thế tích cực sẽ giúp cho chúng ta giải phóng được nỗi khổ niềm đau bằng những hình ảnh và những nội dung tốt lành. Phương pháp niệm Phật của Tịnh Độ Tông, trì chú của Phật Tông, hơi thở chánh niệm của Thiền Tông chẳng qua là nghệ thuật thay thế đối tượng tư duy và nghĩ đến của chúng ta trong bộ não thôi. Ví dụ nãy giờ mình đang tập trung hướng về Hòa Thượng thì những cái tiếng xung quanh á hầu như là chúng ta không để ý đến, nó vẫn tiếp tục tồn tại trong thế giới độc lập của nó,
nhưng nó không ảnh hưởng đến nhận thức của chúng ta. Thì tương tự, mượn danh hiệu Phật, mượn các câu thần chú, mượn lời kinh, mượn các đối tượng quán tưởng tích cực đó, chúng ta đồng lúc đó sẽ không còn không gian nào ở trong tâm để nghĩ tưởng đến những nỗi khổ niềm đau đã từng xảy ra quá khứ hay là ở hiện tại. Và đây là cách ta vượt qua được nỗi khổ niềm đau bằng thay thế rất là tích cực. Dĩ nhiên thay thế đó là giải quyết tạm thời thôi, chứ nó không phải là giải pháp. D, thực tập chuyển nghiệp, tức là để rũ bỏ được một nỗi khổ trong quá khứ, chúng ta phải chịu khó phân tích nguyên nhân. Và để chuyển nghiệp thì phải gieo vào trong đời sống của mình một năng lực hành động mới có giá trị đối lập và vượt lên trên các hành động khổ đau trong quá khứ. Ví dụ như ai có một cái gương mặt quá buồn, hiếm khi nào cười, lạnh như là đá, khô khan như là cát đất, thì để chuyển cái nghiệp mà vốn nó tạo ra sự căng thẳng trong gia đình, trong cái môi trường làm việc á, chúng ta gieo một cái hành động mới, đó là nụ cười. Lúc đó quý vị quán gương mặt mình là hoa sen đang nở, một hoa hồng rất là tươi, hoa hướng dương rất là to, và cố gắng làm cái công việc đó thường xuyên. Lúc đầu đó nó hơi cựa gạo, cái cười chúng ta nó cười béo xẹo à, cười một cách rất là căng thẳng chứ không có được thoải mái. Bây giờ mình tập làm quen, mà nếu chưa quen á thì mỗi người hãy mua một cái gương nhỏ, mở ra làm điệu chút xíu, cười coi trong cái gương này gương mặt mình nó có đẹp trai đẹp gái không. Và làm như thế chúng ta sẽ bắt đầu có thói quen cười rất là thoải mái. Sau đó chúng ta không cần đến cái tấm gương nữa, và đặt cho mình một tiêu chí mỗi ngày 16 giờ làm việc và sinh hoạt cá nhân trừ 8 giờ ngủ, cứ mỗi một giờ trung bình chúng ta có 30 giây để cười. Tức là giờ nào mình cũng cười hết, thì cái hạnh phúc nó tràn đầy trên gương mặt, trên cái gương miệng của mình, thì chắc chắn rằng là nỗi khổ niềm đau nó sẽ không động lại, không tấn công, không trói buộc, không gọi là hành hạ chúng ta được nữa. Sáng sớm mà có thể cả gia đình trước khi đi làm ra ở trước sân hay sau nhà cười khá khả, cười sang sảng, cười thoải mái, cười mắt trời ông địa. Thì đảm bảo chị em phụ nữ mà tập cười thường xuyên như vậy với chồng mình thì chồng mình sẽ tình nguyện làm ô xin. Quý ông mà tập cười thường xuyên như vậy đối với vợ mình thì quý bà có hy sinh cho việc gia đình, trong nhà, ngoài phố, con cái, bếp núc, áo quần đi nữa, các quý bà cũng cảm thấy rất là hạnh phúc. Thế là chúng ta trao tặng nụ cười và niềm vui cho nhau. Và mình phải ưu tiên vợ chồng của mình. Chứ bây giờ mà người đàn ông cứ đi gặp một người phụ nữ cứ cười hoài là có vấn đề. Phụ nữ mà cứ đá lông nheo cười hoài với đàn ông lại càng có vấn đề nữa. Chứ là chúng ta cười đúng người, đúng tình huống, đúng chỗ thì hạnh phúc nó tràn đầy và nó giải phóng được nỗi khổ niềm đau. Cái quan trọng đó là sử dụng cái cười để giải quyết khổ đau đã từng xảy ra với mình. Nhờ đó cuộc đời chúng ta tươi tỉnh hơn, điềm tĩnh hơn, sâu lắng hơn, bản lĩnh hơn. Thái độ chịu đựng tích cực sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được các trở ngại và thử thách một cách rất là nhẹ nhàng. Thì đó là những cái kỹ năng của sự buông xả thôi, ai cũng có thể làm được. Bây giờ chị em phụ nữ và quý ông đó, hãy mở lòng bàn tay mình ra nha. Thế đây là một cái mẹo về nhân tướng học thôi. Rờ vào lòng bàn tay của mình, nếu bàn tay trái và phải cả hai, nếu cái nước da ở trên lòng bàn tay mình nó quá mỏng và đường chỉ nó quá chi chít nhỏ thì người đó là người rất là nặng về cảm xúc, dễ buồn, dễ vui, dễ hờn, dễ tủi, dễ cảm thấy bị xúc phạm, bị thương tổn, bị phá đám, bị chỉ trích, bị biến trở thành là điểm hồng tâm soi mói. Thì những người như thế cần phải thực tập buông xả hơn người bình thường. Còn trong lòng bàn tay mà người nào đó chỉ có ba đường chỉ thôi, rồi là đường trí đạo, tâm đạo, mạng đạo, đơn giản, rõ ràng, to, thì người đó là người rất khỏe, nằm xuống là ngủ khò khò. Ngày hôm sau á là mọi việc nó diễn ra một cách bình an như thường lệ, không bị cái ám ảnh quá khứ chi phối.
quý cô nào mà nước chỉ tay, bàn chỉ tay mà nó quá chi chít á, thì khi mà làm trợ lý cho ai đó thì người đó khỏe, tức là người đó có trách nhiệm, người ta gắn kết như một cam kết vậy. Nhưng khi bị nỗi khổ niềm đau mà gắn kết như thế là một sai lầm. Hãy ly hôn nỗi đau, vì nỗi đau không đáng để chúng ta biến nó trở thành vợ hay là chồng của mình. Mà hãy xem, nỗi đau là kẻ thù của hạnh phúc, nó là sát thủ nguy hại của cuộc sống con người. Cho nên là ai đang chìm trong nỗi đau hoặc là bị nỗi đau gặm nhấm thì hãy nên nhớ lời Phật, thực tập buông xả. Vì tại chùa Kiều Viên này đó, Đức Phật giảng về hạnh buông xả gần như là vài trăm lần. Nó là một trong những cái bài kinh chính mà Đức Phật quan tâm để giúp cho người tại gia đó rũ bỏ được các bất hạnh trong cuộc sống. Kính thưa các quý Phật tử, ta tự hình dung mà nếu mình đang thả một con diều ngược chiều gió, thì cái tay của mình á và cái sợi chỉ đó sẽ là cái điểm quy chiếu, thì con diều nó sẽ căng theo gió phát phới tung bay trên bầu trời. Nếu chúng ta hình dung á, mỗi một nỗi đau của mình giống như một con diều nó đang căng như thế này, và những lúc mà gió với cái tốc độ cao đó, cái tay chúng ta nó cũng bị kéo theo nữa. Cứ nghĩ đơn giản là dùng một cái dụng cụ gì đó cắt ngang cái sợi chỉ, hoặc thậm chí là mình buông cái lon chỉ ra, thì con diều nó sẽ bay đi và nó sẽ từ 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 rớt xuống dưới mặt đất. Cứ hình dung cái sự bay của con diều đó là chúng ta đang chặt đứt được một nỗi đau và mình vẫy tay chào với nó, không có giữ nó lại ở trong tâm mình nữa, thì lúc đó tâm mình á, nó trở nên rất là nhẹ nhõm, rất là đơn giản, rất là bình an. Thay đổi nhận thức tích cực sẽ giúp cho chúng ta xả bỏ được cái bất hạnh rất là nhanh. Ví dụ như hôm qua trên xe đó, chúng tôi có gợi ý cái cách chúng ta vượt qua cái khó chịu do đường dần mà hệ thống giao thông Ấn Độ này nó quá kém đi. Thì lúc đó, nếu ai nghĩ rằng là tôi đang bị đường hành, nó hành tôi đau nhất, nhất là những người bị già nè, nhức xương khớp nè, thoát vị địa điểm nè, thì cái con đường dần ngày hôm qua là rất là mệt mỏi. Vậy lúc đó nếu chúng ta đổi lại, tôi đang được chiếc xe đánh bóp miễn phí toàn thân, thì lúc đó nó không còn mệt nữa, mà được đánh bóp, chứ là đổi từ một cái bị động cách thành cái chủ động cách, được thay thế cho bị, thì tinh thần mình nó khác liền à, nó thoải mái liền, sảng khoái liền. Thì trong cuộc đời này đó, các cái cảnh huống nó diễn ra thường nó trái ngang, ngược lại với cái nguyện vọng chánh đáng của mình. Và Đức Phật nói rằng là nếu không rũ bỏ nó, chúng ta rơi vào nỗi khổ niềm đau là gì? Cầu bắt đắc khổ, tức là nỗi khổ do không tội nguyện, do không đạt được ước vọng chân thành. Thì bây giờ chúng ta xem là các nghịch cảnh, trở ngại, chướng duyên, thử thách đó, nó xảy ra với cuộc đời của mình á một cách rất là tự nhiên theo tiến trình nhân quả trong tự thân của chúng. Có muốn nó khác hơn cũng không được. Do đó hãy hoan hỷ chấp nhận nó, phân tích nguyên nhân và tìm ra giải pháp để khắc phục đó trong tương lai. Và trong mọi tình huống phải nhìn bằng cái nhìn tích cực, thay đổi cái nhìn thôi là thay đổi được cái tình huống này. Ví dụ như là một người con nào đó rất là có trách nhiệm và hiếu kính với cha mẹ trong gia đình, và phải gánh vác hết toàn bộ công việc hiếu thảo, rồi cơm nước, rồi vệ sinh nhà, đang khi các anh chị em còn lại đó là giỡn nhơ, thiếu trách nhiệm, không ai làm gì hết đó, thì sẽ có hai tình huống cảm xúc xảy ra với người này. Cảm xúc một, người đó có thể ghi được là tôi quá bất hạnh, tôi mắc nợ cả gia đình này, tôi mắc nợ cha tôi, mẹ tôi, anh chị em của tôi, thì cái việc làm phụng sự đó nó giảm đi ý nghĩa nhân sinh và cái phước quả đạt được từ cái thời gian công sức phụng sự đó là không cao, bởi vì phước tỷ lệ thuận với động cơ và sự phát tâm của chúng ta. Chứ làm bất đắc dĩ, làm cầu danh đó, thì phước nó không nhiều. Làm phát xuất từ lòng từ bi lớn, xem là việc làm đó như chính là phục vụ cho bản thân mình vậy, là bằng tình nguyện. Tình huống hai, người đó nghĩ rằng là tôi quá may mắn, trong một gia đình 8-9 người, tôi có cơ hội làm bằng 8 người khác,
trong việc phụng sự và hiếu kính cha mẹ mình, tôi hưởng trọn phần công đức đó cho phía riêng mình. Thế đây là một cái tình huống mà tất cả mọi thành viên còn lại ta bỏ cái trách nhiệm, ta không có quan tâm gì cha mẹ mình hết, mình làm thay vì than vãn mất phước. Bây giờ ta nghĩ là ta hưởng trọn 8 phần công đức của 8 anh em còn lại, thì lúc đó đó việc là chúng ta không tạo ra cái cảm giác mỏi mệt căng thẳng, so đo phân bì hơn thua. Và đây là cách chúng ta giải phóng cái ức chế tâm lý khi chúng ta làm việc quá nhiều, đang khi những người khác thì nhẫn nhơ. Về phương diện nhân quả thì ai cũng phải hiểu rất rõ là thậm chí có nhiều tình huống những kẻ xấu cướp công của mình, họ không có làm mà hưởng được cái công đi nữa, thì họ đang trở thành là người ăn cắp thôi, và họ phải trả các hậu quả đó. Còn đang khi đó mình gieo nhân tốt mà mình chưa hưởng được cái quả, nó vẫn cần nằm y nguyên trong tài khoản và ngân hàng công đức của chúng ta thôi, nó mất đi đâu. Và nhận thức này đó nó giúp cho chúng ta vượt qua được cái mặc cảm nạn nhân. Ý thức về mình là nạn nhân á, sẽ làm cho chúng ta nuôi nỗi đau trong tâm mình lâu dài hơn, dai dẳng hơn, khó chịu hơn, và ta biến nó trở thành là một kẻ hành hạ dòng cảm xúc của mình hàng ngày. Biết người khác lừa mình, ta sống khó chịu lắm. Còn mình nghĩ rằng mình hy sinh để phụng sự thì nó khác. Do đó đó là theo tinh thần Phật dạy, hiểu sâu được nhân quả thì những thứ chúng ta bị cướp công, mất công bằng xã hội, chúng ta không mất đi đâu hết á. Do đó mình có thể nhờ một luật sư hoặc là những người rành về luật đó làm thế công việc đó cho mình. Và khi làm công việc này đó, đừng khởi lên cái tâm hận thù trả đũa, mà hãy làm nó để có cái công bằng xã hội tương đối thôi. Sau khi nỗ lực bằng mọi phương pháp, làm hết tất cả mọi cách rồi mà vẫn không đạt được kết quả, thì ta hãy nhớ đến câu kinh Pháp Hoa: nhân như thế, duyên như thế, nỗ lực như thế, hoàn cảnh như thế, con người như thế, tình huống như thế, thì kết quả là như vậy thôi, không khác được. Nó không có cái lỗi gì ở mình nữa. Mình đã làm hết mọi cách, vừa có phương pháp, tâm huyết, nỗ lực và hỗ trợ, thì kết quả như thế nào hãy hoan hỷ như thế đó. Thì đây là cái cách thực tập buông xả về cái rủi ro, buông xả về cái cảm xúc khó chịu, mà nhất là những người cầu toàn bao giờ cũng đặt ra quá nhiều các tiêu chí, phải thế này thế kia, cho nên khi kết quả nó không đạt được á, tự họ hành hạ cảm xúc của chính họ. Là một ông sếp của công ty, xí nghiệp, cơ quan, văn phòng hay nhóm nhỏ mà có cái tâm mất cầu toàn quá mức á, thì chúng ta làm khổ mình và làm khổ cho các nhân viên. Đa khi các nhân viên ta cũng đã nỗ lực hết mình rồi, thì lúc đó chúng ta hãy tập buông xả để mà tâm mình được bình an và người khác cũng được bình an. Buông xả ở đây không phải là thiếu trách nhiệm, mà là để rũ bỏ các cảm xúc tiêu cực đang diễn ra ngay thời điểm đó. Thế đó, cái khác là trong mọi tình huống đó, việc thực tập buông xả là rất cần thiết. Đối tượng buông xả như vừa nói là nỗi khổ và niềm đau quá khứ và hiện tại. Đối tượng thứ hai của buông xả đó là những chuyện chưa xảy ra trong quá khứ vì không cần thiết, chỉ tập trung nhân quả hiện tại, chúng ta sẽ làm chủ được tương lai thôi. Thứ ba, buông xả những lời thị phi, tức là những chuyện mà mình không có làm, bị gán ghép, bị vu khống, bị vu oan, bị bơm phồng, bị cường điệu. Thì công việc của chúng ta là không nên giữ yên lặng tiêu cực. Lượng mẫu dương tâm mười của Trung Quốc là dạy là quan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Đó là một cái câu dạy vô cùng nguy hại, trái ngược 100% với lời Phật dạy trong kinh Trường Bộ mà hiện nay nhiều Phật tử đang thực hành theo. Đức Phật đã từng bị hàm oan ở ngay tại chùa Kỳ Viên này. Đức Phật đã bị dàn dựng và bị quy kết là cha của cái bào thai trong bụng của một phụ nữ. Cuối cùng á, cái vụ dàn dựng đó bị phanh phui, Đức Phật á, đã không bị hàm oan. Nhưng trong thời gian đó Đức Phật dạy như thế này: khi mình không phải là tác giả của một hành động xấu nào đó mà bị người ta gán ghép vào, hoặc là do bị tráo dữ liệu cho nên bị ngộ nhận về, thì công việc chúng ta phải làm đó là gì? Đính chánh. Tôi không phải là tác giả của việc đó.
ít nhất là chúng ta phải cung cấp một thông tin đúng để cho xã hội đó không hiểu sai, không tiếp tục hiểu sai. Còn xã hội có chấp nhận hay không đó là chuyện khác, nhưng ít ra ta phải có trách nhiệm cung cấp các thông tin đúng. Khi cung cấp thông tin đó, chúng ta không phải làm cái công việc thanh minh thanh nga theo kiểu nếu không nói việc đó ta khổ chịu không nổi. Ta chỉ làm để cho cái công bằng xã hội được thực thi, vì Đạo Phật tôn trọng và chủ trương công bằng xã hội. Dĩ nhiên là cách nói rất quan trọng. Nói ở đâu, nói lúc nào, nói với ai để cho nó có hiệu quả, được phân minh là cái mà chúng ta phải suy nghĩ. Sau khi đã thanh minh đúng cách mà người ta vẫn không nghe thì nghiệp xấu đó người ta lãnh chịu, mình không bị dứa kẹt cái nỗi hận thù ở trong đó, cái quan trái trong đó, ta rũ bỏ nó, buông xả nó thì tâm mình sẽ được bình an và thư thái. Cho nên là học theo Đức Phật đó thì việc nào có chúng ta thừa nhận có, việc nào không chúng ta thừa nhận không, chứ không có gọi là bắt chước như là Quan Thị Kính ở trong câu chuyện dân gian. Thực ra đó Thị Kính không phải là Quan Âm quá thân, nhưng mà người Việt Nam mình trình độ Phật học á hay kém, cho nên cứ nghĩ người nào mà chịu đựng được như thế, thậm chí là chấp nhận cái chết về thân phận mình để cho người khác được sống là hành động của Bồ Tát Quan Thế Âm. Cái đó là một nhận thức rất là sai lệch. Lẽ ra đó Thị Kính chỉ cần minh oan mình thôi, rằng tôi không phải là người giết chồng, thế vì bà đang nhổ râu cho chồng, chồng ngủ gà ngủ gật về đêm, chứ không phải là người giết đâu, người chăm sóc mà. Thì chẳng những bà không bị oan mà bà còn được hưởng cái công là đồng hành với chồng để giúp cho chồng thi cử đỗ đạt cao trong kỳ thi sắp tới. Thứ hai là khi vào chùa tu đó thì bà ấy là giả làm là sư. Đang khi ở Triều Tiên á thì người ta cấm người nữ không được tu trong giai đoạn đó. Và có một người đó tên là Thị Mầu, đem lòng thương không được đáp lại, lỡ có thai với một người trai làng khác, cho nên du quan giá họa cho Thị Kính. Và nói Thị Kính á là tác giả của vào thai này, Thị Kính vẫn tiếp tục nhận đi. Và do vậy cái nỗi hàng quan đó đã làm cho bà bị quan phạt đánh bao nhiêu hèo, rồi đuổi ra khỏi chùa, quần chúng xa lánh, mọi người kinh khi, cuối cùng đó là phải kiệt sức mà chết đi. Trước khi chết mới để lại cái bạch thư, trong đó nói rõ mình bị hàng quan thế này nọ. Thì lúc đó sư chủ trì mới yêu cầu các cha phụ nữ khám xét cái tử thi dưới sự chứng minh của quan, mới biết rằng đây là một người phụ nữ. Cho nên toàn bộ các nỗi hàng quan đó được kết thúc. Nhưng giá mà nếu Thị Kính á giải oan mình đang lúc mình còn sống á, thì biết bao nhiêu điều tốt đẹp cao quý ra đây được diễn ra rồi. Cho nên Thị Kính không phải là Quan Âm. Thị Kính là một người chịu đựng nỗi hàm quan một cách tiêu cực, tức là thiếu sự buông xả đó. Mặc dù bản thân bà là không có khổ, nhưng bà đã làm cho biết bao nhiêu người mất niềm tin vào bà vì nghĩ rằng bà là người xấu. Cho nên đó, chúng ta học ra Đức Phật là không nên chấp nhận mình là tác giả của một nỗi hàm quan, vì mình có là tác giả đâu mà chấp nhận. Do đó phải rũ bỏ nỗi hàm quan để cho nó không có khống chế mình, ảnh hưởng đến là cuộc đời của mình. Nói tóm lại đó, thực tập buông xả có cái cốt lõi và đối tượng là buông xả nỗi đau, buông xả thị phi, buông xả nỗi hàm quan, buông xả các bất hạnh, để tâm của mình nó không bị ám ảnh bởi, không bị chìm sâu bởi những cái nỗi đau mà vốn nó là kẻ thù của hạnh phúc. Chứ buông xả không có nghĩa là mình đang có căn nhà, bây giờ tặng biếu cái căn nhà ra ngoài đường ở. Ở trong nhà mình nó có hai chiếc xe Honda, để một chiếc vợ đi, một chiếc chồng đi. Nghe nói hạnh bố thí cúng dường, tập buông xả là tốt, đem cho phất luôn hai chiếc xe đó. Thế mỗi ngày hôm sau phải đi bộ, hay là phải đi thuê xe mà đi. Đó là buông xả sai phương pháp, đó là vứt bỏ hay là buông xả. Và những người thiếu trách nhiệm, bàng quan, thờ ơ, vô tích sự, không làm cái gì hết, không phải là người đang tập buông xả, mà là người thiếu đi cái vai trò đóng góp, thiếu cái cam kết với những gì mà mình cần phải làm. Buông xả là người có trách nhiệm, làm đúng phương pháp, đúng quy trình, nỗ lực và rất là sáng suốt, tìm các thành viên tích cực để làm, kết quả đạt được như thế nào thì quan hệ trong việc thế đó, không để cho tâm mình đó nó bị cái tiêu chuẩn lý tưởng hành hạ khống chế và chi phối.
thực tập được buông xả như thế đó, thì chúng ta mới có cơ hội vẫy tay chào vĩnh viễn với tất cả nỗi khổ niềm đau, vì hạnh phúc là điều mà tất cả chúng ta cùng hướng về. Để thực tập việc này đó, không cần thiết phải là người giàu, ai cũng có thể làm được. Vai trò vị thế xã hội nào cũng có thể thực tập buông xả được, chỉ cần hiểu đúng và làm đúng là chúng ta đạt được an vui. Nam mô Quan Hệ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Ngày thứ tư của chuyến hành hương, đoàn chúng tôi tiến thẳng về đất nước Nepal để chiêm bái thánh tích quan trọng bậc nhất, đó là Lâm Tỳ Ni, nơi đánh dấu sự kiện Thái tử Tất Đạt Đa được đản sanh tại đây, mà sau này trở thành bậc vĩ nhân của toàn nhân loại, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Lâm Tỳ Ni là một khu vườn cây xinh đẹp quanh năm với khí hậu mát mẻ. Theo phong tục của người Ấn, người mẹ khi sắp lâm bồn phải về lại quê ngoại để sanh nở. Hoàng hậu Maya trên đường trở về quê hương, bà đã dừng chân ghé vào khu vườn Lâm Tỳ Ni để ngơi nghỉ và đã hạ sanh thái tử tại đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư, chúng con xin lạy người. Đạo vàng hương từ bi đem đến cho mọi người, xóa tan đi ưu phiền, sống vui trong lụm hoa. Đạo con nguyện tinh tấn, quyết đi theo đường chân bao nguy nan oan khiên, vững lòng tin dưới bóng cha lành. Tiếng chuông ngân vang, thành tâm chúng con hôm nay xin lạy người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư, chúng con xin quỳ kính. Trong khuôn viên của Lâm Tỳ Ni có ngôi chùa trắng mà ta hay gọi là đền Hoàng hậu Maya, đánh dấu nơi thái tử đản sanh bước đi 7 bước với 7 đóa sen hồng nâng gót, cùng lời kim khẩu: thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Vườn Lâm Tỳ Ni đấng Thế Tôn đản sanh, hoa vô ưu tươi nở, ngát hương thơm mười phương. Hoan loan tin vui, Tất Đạt Đa thái tử ra đời.
vào năm thứ 20 khi lên ngôi làm đại đế của đất nước Ấn Độ, đức vua A Dục đã giác ngộ chân lý và đã từ bỏ con đường chinh chiến, không tiếp tục mở rộng biên cương bờ cõi bằng chiến tranh. Ông đã thấy máu đổ, thịt nát, xương rơi, công trình bị tàn phá, tình người ly tán, chỉ vì cái mộng bá quyền thống lĩnh toàn đất nước Ấn Độ. Tìm kiếm tất cả các sách minh triết, đặc biệt là Bà La Môn giáo, đại đế Ashoka đã không thỏa mãn. Tìm kiếm minh triết của Đức Phật, đại đế Ashoka như là người khát gặp được nước, người đói gặp được thực phẩm. Ông đã trở thành đệ tử thuần thành của Đức Phật, tới chiêm bái tại Phật tích Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Phật đản sinh. Đức vua Ashoka đã xác dựng trụ đá vua A Dục này có chiều cao 11,5 mét, cách vị trí phiến đá lịch sử nơi chúng ta vừa tận mắt nhìn thấy 20 mét, để đánh dấu thêm một lần nữa về địa điểm lịch sử nơi Thái tử Tất Đạt Đa đã được khai sinh và có mặt trên cõi đời này với tư cách là một vị Bồ Tát nhập xuống trần gian để làm đại hạnh đại nguyện cứu độ chúng sinh. Vì là một Phật tử thuần thành, Đức vua Ashoka đã biết ơn sự ra đề của Đức Phật, và ông đã xác lệnh việc đóng thuế chỉ còn 1/8 thôi, tức là tượng trưng, nhằm để tôn vinh những giá trị minh triết, những lễ to lớn mà Đức Phật đã cống hiến cho lịch sử của nhân loại. Đó là cách mà một vị vua thể hiện lòng tôn kính của ông dành cho Đức Phật. Và sự thể hiện lòng tôn kính này đó nhắm vào mục đích phục vụ nhân sinh, thay vì phải đóng thuế 8 phần, bây giờ chỉ còn đóng thuế tượng trưng 1 phần. Trải qua hơn 2.600 năm lịch sử, tại các nước Phật giáo phát triển có những giai đoạn Phật giáo bị suy vong, có những giai đoạn Phật giáo trở thành quốc giáo. Trong những giai đoạn Phật giáo thịnh hành thì các vị minh quân là những người có công xiển dưng chánh pháp của Đức Phật phục vụ nhân sinh. Lời dạy của vua A Dục và chủ trương của ông về vấn đề đánh thuế tượng trưng này cho chúng ta thấy việc mà Đức Phật khích lệ phụng sự chúng sinh, tức là cúng dường cho các Đức Phật, là một hành động rất là thiết thực và có ý nghĩa xã hội và nhân sinh rất lớn. Tới đứng trước trụ đá của vua A Dục, nơi đánh dấu sự kiện đản sinh quan trọng này, thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni và các quý Phật tử đồng phát nguyện làm việc vì lợi ích cho nhân sinh. Và đối với các vị tăng sĩ, các Phật tử hướng tâm về đạo giác ngộ thì đồng thời nên hồi hướng về Bồ Đề Đạo, tức là con đường giác ngộ, chứ không vướng kẹt vào các thành quả phước báo thông thường mà con người thường hướng về. Và giờ này xin thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni tiếp tục niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Bên hông của ngôi điện thờ là một hồ nước trong xanh cùng với cây bồ đề rợp bóng. Hồ nước này được tuyên truyền là sau khi được sanh ra, Thái tử Tất Đạt Đa đã tắm tại hồ nước này.
đoàn chúng tôi đi kinh hành quanh hồ nước và điện thờ. Sau đó, ngồi tụng kinh và thiền quán dưới cội bồ đề để lắng động tâm tư và nghe một bài pháp thoại ngắn của Thượng tọa trưởng đoàn. Sáng nay ta thiền hành, hương lòng quyện chung quanh, bát ngát rừng thông xanh, dòng suối reo êm đềm. Sáng nay ta thiền hành, sương mù còn long lanh, ríu rít lời chim ca, từng bước trong an lành. Con đường nhiều sen búp, có chim oanh trên cành, lặng nghe chim nói pháp, lời chim vòng bay xa. Con đường nhiều sen búp, dâng cung Phật chân thành, tâm là tâm thư thái, đi từng bước an vui. Rừng thông xanh, dòng suối reo êm đềm. Sáng nay ta thiền hành, sương mù còn long lanh, ríu rít lời chim ca, từng bước trong an lành. Con đường nhiều sen búp, có chim oanh trên cành, lặng nghe chim nói pháp, lời chim vọng bay xa. Con đường nhiều sen búp, dâng cung Phật chân thành, tâm là tâm thư thái, đi từng bước an vui.
tiên tôi ở từ Việt Nam mà đến được cái nơi Phật tích như thế này đó, lòng rất sung sướng. Đó là một cái niềm mơ ước lớn đối với người Phật tử khi trở về đất Phật. Và nhất là khi nghe được tất cả những phát biểu của Thượng tọa Thích Nhật Từ để hiểu rõ về con đường Phật Pháp, con đường của Phật dạy, những là hiểu được chân thật, được ý nghĩa của những cái kinh giảng của Phật và mở rộng ra cái tri thức về đạo Phật mà tôi rất là chuyên tâm để tìm hiểu từ trước đến nay và hiểu đúng cái con đường Phật Pháp của Phật dạy để mà để hành sau này để giảm đi tất cả cái nỗi khổ niềm đau của từ chính bản thân mình và muốn tìm đến tất cả những cái người mà mình quan tâm, cần quan tâm tới, như từ gia đình, bạn bè và trong những người trong xã hội mà mình có thể tạo được cái chánh kiến, cái nhìn đích thực về cái đạo Phật mà chúng ta muốn bằng dương đạo Phật này theo lời của Phật dạy. Tôi rất là sung sướng là được nghe những cái lời giáo huấn của thầy để mà ngay chính nơi cái Đức Phật đã đản sinh này là ý nghĩa rất là to lớn đối với người Phật gia Phật tử. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là lần đầu tiên con tới Vườn Lâm Thị Ni mà con rất là xúc động khi mà con nghe thầy Nhật Từ giảng về cái cục đá ở trong cục đá nơi Đức Phật đản sinh. Con đứng đó mà tự nhiên con nghẹn nước mắt, con nghẹn này ngào, con chảy nước mắt, mà con biết con xúc động như thế nào đó, con rất là xúc động. Rồi và sau khi được nghe một bài pháp của thầy Nhật Từ giảng, con cảm thấy mình sáng ra rất nhiều, sáng ra rất là nhiều. Mình đọc trong kinh sách, con đọc kinh sách cũng rất nhiều. Nhưng mà tới tận nơi đây con thấy mình rất là nghẹn, con ngồi mà con cứ rướn nước mắt, con không hiểu tại sao mà mình có giao cảm xúc như vậy. Mà trong tâm con á, con khi mà thầy giảng pháp xong, con đứng trước kẻ bồ đề, con nguyện là đời đời kiếp kiếp con sẽ tu học được chánh pháp và mình nguyện là mình sẽ được làm hành bộ đắc đạo theo cái bước chân mà thầy Nhật Từ đã giảng. Kính bạch chư tôn đức, chư tăng ni và cùng các Phật tử từ các nơi về đây để đi hành hương, chuyến hành hương Ấn Độ, và thầy đã hướng dẫn các Phật tử đến tất cả các nơi từ nơi Đức Phật đản sanh cũng như Phật nhập Niết Bàn thành Ca Tỳ La Vệ và các nơi, ai ai cũng rất hoan hỷ và rất vui mừng. Lần đầu tiên con được tháp tùng cùng đi với chuyến hành hương này, con rất là hạnh phúc, rất là sung sướng. Con ước mong quý vị trước là Phật quý tăng ni thượng tọa đại đức tăng ni pháp thể can an chúng sanh dị độ, dễ dìu dắt chúng con trên bước đường tu học, và con mong quý vị được sức khỏe an khang để dìu dắt chúng con, và chúng cũng mong quý Phật tử được thân thể an khang và cầu mong không biết ngày nào chúng con được cùng quý vị được họp mặt như thế này, rất là hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cũng cầu chúc cho những tài xế cũng như những người hướng dẫn viên cũng được sức khỏe an khang, tâm thần minh mẫn. Con vô cùng cảm động. Con cảm thấy rằng cuộc đời của con như thế này là vô cùng hạnh phúc và như đang được sống trong cái cõi cực lạc của thế giới ta bà này. Qua những lời mà thầy dạy, thầy thuyết pháp thì con lại càng thấy thấm thía hơn cái cuộc đời tu tập của mình, và con sẽ cố gắng tu tập hơn nữa, tinh tấn hơn nữa để đáp lại những cái lời mà thầy đã dạy cho con, và thông qua cái sự phân tích của thầy với Phật và với Đức Phật, hôm nay được đứng trước vườn Lâm Tỳ Ni mà nơi Đức Phật đã đản sinh, con vô cùng cảm động. Và cũng một điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của con là con được đứng tại nơi gốc cây bồ đề thiêng và cái nơi mà Phật đã sinh ra.
con cũng muốn đem tất cả cái niềm vui này san sẻ cho mọi Phật tử đã hướng về Phật, đã đi theo Phật, cố gắng làm sao cố gắng đến được cái nơi mà Phật đã sinh ra để cùng nhau tu tập, để mà được giác ngộ, làm cho cuộc sống càng ngày càng được hạnh phúc, an vui. Con xin kính chúc các thầy, các cô, các quý tăng ni và tất cả chị em Phật tử cùng tất cả mọi người được mạnh khỏe, an khang, hạnh phúc. A Di Đà Phật.